Chào cả nhà đã trở lại với kênh của Linh nha. Cả nhà cũng như thường lệ, hôm nay Linh cũng chia sẻ cái bữa ăn cơm đơn giản cả nhà. Cũng đã lâu rồi Linh không có ăn cái món cá này kho cả nhà. Hôm nay Linh đi chợ á, cái Linh gặp cái chỗ cái chị này bán, đó là cá lòng rồng á cả nhà. Cá lòng rồng, còn gọi là cá lóc con á, cá lóc con, cá lóc nhỏ mới nở á, ta gọi là cá lòng rồng. Cá này mình kho tiêu ăn ngon lắm cả nhà. Sáng Linh đi chợ, Linh gặp cái Linh mua cũng không có nhiều cả nhà, Linh mua có khoảng 100 gram mà về Linh kho tiêu cả nhà. Kho tiêu thì Linh cũng có sắt thịt thịt ba gọi vô á, Linh cũng sắt sợi nhỏ 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 gì nè. Linh kho chung với cá lòng rồng này cả nhà, lâu dữ rồi không có ăn cái món cá lòng rồng kho tiêu này. Bữa nay làm ăn chắc ngon lắm cả nhà. Cá kho tiêu thì Linh cũng có kèm theo một món canh cả nhà. Bữa nay Linh nấu canh gao ăn cho nó mát cả nhà. Gao này Linh hái bằng gỗ nè, Linh hái sau nhà Linh đó, sau vườn Linh đó, cũng nhiều thứ gao cả nhà, 4 5 thứ gì đó. Với Linh có hái trái mướp, lúc này mướp Linh cũng có lấy gai trái, lâu lâu đựng trái cả nhà. Linh sẽ nấu canh gao này với thịt thịt Linh bằm đó nha. Linh nấu với thịt heo Linh sắc mỏng ra nè, rồi bằm bằm ra cho nó mịn mịn, hơi mịn mịn thôi. Cái xào Linh sẽ nấu với canh gao này, ăn cái nó ngọt nó mát, ăn mình ăn gao nó tốt cho nên nó mát lắm cả nhà. Bây giờ Linh sẽ đi ướp cái phần cá này trước cho nó thấm, rồi Linh để cho nó thấm. Linh sẽ ướp cá vô cái chảo này. Cái chảo này Linh mới thắng cái tép mỡ đó. Còn Linh kho cá đó, rồi Linh sẵn Linh bỏ vô đây, Linh ướp cá Linh kho luôn. Ướp mình để một tí cái nó thấm cái gia vị kho nó ngon hơn. Linh cho một ít màu, muối. Một ít đường, bỏ một ít hạt nêm. Sẽ cho vào đây một tí dầu hào. Linh trộn lên cho nó đều, nó thấm cái gia vị rồi Linh để đây, Linh sẽ đi nấu canh trước. Cái nồi nước nấu canh Linh cũng xào thịt đây nè, Linh đổ nước vô cho nó sôi vậy nè. Bây giờ Linh sẽ bỏ mớp vào trước, bỏ mớp vào trước cho nó chín, thì mày Linh mới bỏ gao, gao nó mau chín. Linh sẽ nêm vào đây luôn một ít hạt nêm, một ít đường, bỏ vô một ít muối, cho gao vào luôn. Gao Linh nè, mới vừa ra ít ít là Linh bẻ vô Linh nấu canh hết. Nêm thứ vừa ăn chứ, vừa ăn luôn cả nhà. Linh sẽ bỏ vào đây một ít tiêu cho nó thơm, cho nó sâu trở lại. Linh sẽ tắt chảo cá Linh bắt lên Linh kho. Bây giờ nó cũng đã cạn nước rồi nè, nó sắc lại rồi, nó khô rồi đó. Linh sẽ cho ít tép mỡ với mỡ lên cho nó béo quá nha. Cá lòng tong ít quá, không thấy cá lòng tong luôn. Rồi Linh sẽ cho một ít tiêu xay lên cho nó thơm.
sẽ bỏ ít hành lá với ớt vô luôn. Này kho tiêu mà bỏ hành với ớt nữa nè. Mà cá kho tiêu của Linh cũng đã chín rồi đó, Linh sẽ nhắc dọn cơm ăn. Mình sẽ múc canh ra ăn cơm. Cái nhà cơm Linh cũng nấu xong rồi, bây giờ Linh mời cả nhà ăn cơm trưa cùng với Linh nha. Để Linh thử cái cá lòng tâm kho tiêu. Trinh mua ít quá giờ kho không thấy gì trơn cả nhà. Ngon không? Cá lòng tâm này kho ăn nó ngon, nó mềm. Cá lòng gầm chứ quên, nó cá lòng tâm. Cá lòng gầm là mình mua mình lựa cái con nhỏ nữa nha, đừng mua mà lựa con bự quá, bự quá cái đầu nó có sạn á, ăn cái đầu nó hơi bị cứng. Cá này Linh mua cá cũng nhỏ ngon quá. Hình như lâu dữ lắm rồi Linh mới ăn cá lòng gầm kho. Cá này nó mắc, bán mắc lắm cả nhà ơi. Bán mắc quá nên Linh mua ít thịt à, không có mua nhiều. Thôi bỏ mỡ vô ăn nó béo. Xin bới một chén cơm đầy luôn, xin ăn một chén một. Cái này nhỏ 200 g cũng ít xịt, ủa 100 g cũng ít xịt, sáng phải lên mua 200 g, 100 g có một miếng. Thôi bỏ tóp mỡ vô ăn nó giòn giòn. Linh bỏ da heo nữa nè.
Linh cũng cả nhà em mà Linh cũng chia sẻ cái vụ này có nên tương tác kênh với những bạn này hay không nha cả nhà. Nhiều bạn vô xem video của Linh đó cả nhà. Có một bạn đó mới hai bữa trước à, có một bạn đó vô xem video của Linh, mới có xem video của Linh mà không biết xem được bao nhiêu phút nha cả nhà. Linh sao tình cờ Linh mở lên Linh xem mà hai cái video đó, bạn xem cách nhau có một phút rồi cả nhà. Bạn nó xem rồi bình luận comment cho Linh đó, hai video cách nhau có một phút rồi cả nhà. Nhầm Linh cũng nhầm khi Linh đăng cái clip lên đó cả nhà, mới đăng được có 2-3 phút mà vô xem là có người xem rồi bình luận cho Linh này đó cả nhà. Có nên mà tương tác với mấy bạn đó nữa không cả nhà? Mình làm YouTube này cùng nhau xem kênh phát triển với nhau mà bạn coi video của mình vậy, rồi mình có nên tương tác lại hay không để xem lại cái vấn đề đó nha cả nhà. Mới có đăng lên có 2-3 phút là xem rồi, không biết mình nấu ăn như thế nào luôn, rồi không biết có ăn hay chưa, mới có xem cái hình thôi, cái hình thôi là đã comment bình luận rồi. Mới có ăn xem vô có 1-2 phút rồi. Lận chị nấu ăn ngon quá rồi, mở ra mình cũng mắc cười. Chắc mình cũng sẽ tạm ngừng cái tương tác với những bạn đó cả nhà. Còn hôm qua kia cái video của Linh đây, tình cờ Linh mở lên thấy các bạn nó vô xem video của Linh, cái video Linh mở lên thì bạn nó xem được khoảng 28 phút cả nhà. Một cái video nổi lên 28 phút, một cái video nổi lên 29 phút, chỉ là hai cái video coi cách nhau có 1 phút rồi cả nhà. Vậy là làm sao coi có vô coi video của Linh hay không, hay là coi hình người comment bình luận. Ai làm YouTube này cũng muốn cái kênh của mình phát triển được nhiều view người xem hơn, nhưng mà bản thân mình thì không trung thành với người khác thì người khác sao mà tương tác được cả nhà. Nhớ bữa hổm á, có cũng hơi lâu lâu à, có thằng bạn vô xem video của Linh, mới có Linh mới có 2-3 phút gì à, cái vô không biết xem hồi nào mà vô bình luận thì đăng video lên thì đâu có xem vô xem liền đâu cả nhà, cũng khoảng 1-2 phút sau mới xem chứ đâu có mình đăng video vô là bắt đầu xem liền đâu. Linh đăng rồi Linh cỡ 2-3 phút sau Linh mở lên Linh thấy có một bình luận cho Linh: chị nấu ăn ngon quá. Cái Linh vô Linh trả lời cho bạn, Linh để thất vọng chàng chề bạn ơi. Cái bạn đó nói trả lời lại: em thấy chị nấu ăn ngon mà. Ý của Linh là mới có đăng 1-2 phút video mà bạn nó vô xem rồi comment bình luận cho Linh đó, Linh thất vọng cái bạn đó đó, chứ không có ý là nói là đồ ăn của Linh
Còn cái bạn đó hiểu lầm là đồ ăn Linh nấu không ngon, bạn nói chị nấu ăn ngon mà chị. Ý thì mỗi người mỗi khác đó nha. Ai cũng muốn cái kênh của mình phát triển hết. Nhưng mà tương tác không trung thành vậy thì sao kênh nó phát triển được cái nhà. Ngon quá. Canh rau của Linh. Linh có ăn sao có vườn nhỏ, ăn sao của nhà Linh cũng còn ít nhỏ gì đó. Rau này nó mập rồi tự nhiên cả nhà Linh cũng hái mới ra là Linh bẻ hết rồi. Rau sam nè, rau bắp trời rồi nhãn lồng rồi đó, với bùn ngót. Với Linh hái à, ít cái đợt mà mớt nữa, từ trái mớt nó nấu nấu rau vậy chứ ăn nó ngọt mà nó ngon nữa, cái nhà nó bổ. Mình ăn nhiều rau thì nó tốt. Video của Linh chia sẻ đến đây cũng xin khép lại rồi cả nhà. Cả nhà mà có yêu mến kênh của Linh á, giờ xem ủng hộ Linh nha cả nhà ơi. Linh cũng rất biết ơn những cả nhà đã dành chút ít thời gian để xem video ủng hộ Linh. Linh cũng chúc cho cả nhà nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống nha cả nhà. Video của Linh đến đây xin khép lại nha cả nhà. Xin chào tạm biệt cả nhà.